sen kia đôi chim trên cành âu yếm nhau ngôn ngữ khác thường. Anh như con bướm bên hoa đa tình, em ước mơ chuyện chúng mình bước lên xe hoa thật xinh. Ngày quen biết lòng anh khát khao tình yêu, thương em thật nhiều. Làm sao em tính đây? Xin em yên lòng, anh thưa cha mẹ mang lễ qua cầu hôn cầu trầu. Tình mộng tình mơ bao lâu mong chờ, hạnh phúc trong tầm tay rồi, chúng ta nên duyên đẹp đôi. Ô anh xem kìa, đôi chim trên cành âu yếm nhau ngôn ngữ khác thường. Anh như con bướm bên hoa đa tình, em ước mơ chuyện chúng mình bước lên xe hoa thân xinh. Từ ngày quen biết lòng anh khát khao tình yêu, thương em thật nhiều. Làm sao em tính đây? Xin em yên lòng, anh thưa cha mẹ mang lễ qua cầu hôn cao trầu. Tình mộng tình mơ bao lâu mong chờ, hạnh phúc trong tầm tay rồi, chúng ta nên gì. Để đến công việc của các cháu thì kính thưa các cụ, lên nhà để xin tự giới thiệu cho họ nhà cha, đó là nhà cha. Thì trong đó có các ông bên nội của cháu đấy, có đại diện bên ngoại đồng cộng, rồi ở trong đó thì có thứ nhất là có cụ bên cụ bà, thì các bà của các cháu, đặc biệt là bố mẹ của chú rể. Các công việc có ý kiến là trưởng đoàn, là có đoàn đây là trưởng đoàn của phái đoàn Nga Nam. Ô em xem kìa, đôi chim trên cành âu yếm nhau ngôn ngữ khác thường. Anh như con bướm bên hoa đa tình, em ước mơ chuyện chúng mình bước lên xe hoa thân xinh. Từ ngày quen biết lòng anh khát khao tình yêu, thương em thật nhiều. Làm sao em tính đây? Xin em yên lòng, anh thưa cha mẹ mang lễ qua cầu hôn cao trầu. Tình mộng tình mơ bao lâu mong chờ, hạnh phúc trong tầm tay rồi, chúng ta nên duyên đẹp đôi. Ô em xem kìa, đôi chim trên cành âu yếm nhau ngôn ngữ khác thường. Anh như con bướm bên hoa đa tình, em ước mơ chuyện chúng mình bước lên xe hoa thân xinh. Từ ngày quen biết lòng anh khát khao tình yêu. Xin tự giới thiệu, tôi tên là Văn Tuấn và là trưởng phòng đội độ. Thì để cùng với những biết chưa biết, cái lời đầu tiên cho tôi gửi lời chào thân mật, lời chào trân trọng nhất tới các cụ hai họ và một họ ngoại. Chấp nhận con cháu chúng tôi để có các cụ, và cái lời đầu tiên để chào chúc nhau, chúng ta nổ một tràng pháo tay để chúng ta gặp gỡ cổ nhân trong lại ngày hôm nay. Cái bên công giáo, bên xã hội cũng làm buổi hôm nay thì nhận lễ các cụ ngày hôm nay để con như là cảm tạ về trên. Năm nay câu chúc mừng trăm năm.
gái ngoan Việt Nam. Đẹp thay ngày vui pháo vui, cô gái ngoan không uống công mẹ cha. Ngày vui có họ hàng trai gái, dâu chú rể. Hôm nay chúng ta theo như đoạn kẻ cũng như các đoạn hát là một ngày tràn đầy niềm vui
khi chúng ta quy tụ nơi nhà thờ này để tham dự lễ cưới của hai anh chị Francisco Phan Tiến Nguyên và Maria Nguyễn Thị Lương. Trong cái tình cảm lòng quý mến dành cho anh chị cũng như hai gia đình, chúng ta có thể thấy được một cái sự ấm áp bên ngoài trời có thể lạnh, nhưng vì tình yêu, vì tình cảm mà trong nhà thờ tôi có thể thấy được cái sự ấm áp của tình thân. Và cùng với hai anh chị thì chúng ta cũng không thể không nhắc tới song thân phụ mẫu của những đấng bậc đã sinh thành hai anh chị. Đó là gia đình ông bà Giuse Nguyễn Quang Thu và Maria Nguyễn Thị Nhung ở tại giáo xứ Ngô Khê của chúng ta. Và đặc biệt đó là gia đình ông bà Francisco Phan Kiến Khoa và Maria Nguyễn Thị Ngọc ở giáo xứ Cát Ngòi, giáo phận Hương Hóa. Và ngoài ra cũng còn thấy có họ hàng ở bên giáo phận Hà Nội nữa. Đấy, chúng ta cùng nổ chặt vào tay để chúc mừng và chào đón. Cuối trong hôn nhân công giáo thì là cái thời điểm quan trọng nhất. Vì thế đây là cái giây phút mà chúng ta cùng hướng lòng lên Chúa để xin Chúa chúc phúc, xin Chúa ban ơn cho gia đình anh chị xây dựng trở thành một mái ấm yêu thương, chung thủy với nhau, yêu thương nhau cho đến trọn đời. Và thánh lễ này chúng ta cũng hiệp ý với các gia đình xin lễ cầu nguyện cho linh hồn Giuse, Anna, các linh hồn tiên nhân và xin được khỏi bệnh. Cho nên chúng ta cùng trong niềm vui hân hoan cùng với các đoàn chúng ta hát bài kinh vinh danh. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Và bình an dưới thế do người hiền. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa sáng toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa. Người hằng sống và hiện trị cùng Chúa hiện nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Lời Chúa trong sách Sáng Thế: Đức Chúa là Thiên Chúa phán: Con người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó. Đức Chúa là Thiên Chúa nơi đất nặn ra mọi thú dữ, mọi chim trời, và dẫn đến với con người, xem con người gọi chúng là gì. Hễ con người gọi mỗi sinh vật là gì thì tên nó sẽ là thế. Con người đặt tên cho mọi súc vật, mọi chim trời,
và mọi gia thú, nhưng con người không tìm được cho mình một trợ tá tương xứng. Đức Chúa là Thiên Chúa cho một giấc ngủ mê ập xuống trên con người, và con người thiếp đi. Rồi Chúa rút một cái xương sườn của con người ra và nắp thịt tế vào. Đức Chúa là Thiên Chúa lấy cái xương sườn đã rút từ con người ra, làm thành một người đàn bà và dẫn đến với con người. Con người nói: "Phen này, đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi, nàng sẽ được gọi là đàn bà vì đã được rút ra từ đàn ông. Bởi thế, người đàn ông lìa xa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương một thịt." Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Thank you.
cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu nói rằng, lúc khởi đầu công trình sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên con người có nam có nữ. Bởi thế người nam sẽ lìa cha mẹ để gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ lên một thân xác. Như thế họ không còn là hai nhưng là một thân xác. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly? Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, người khen Chúa. Anh Nguyên và chị Lương, hai người ở hai giáo phận khác nhau, một người thì bên Hưng Hóa, một người thì bên Bắc Ninh. Không chỉ là khác xứ đạo mà khác làng, còn khác cả tỉnh, khác cả giáo phận. Ấy vậy mà lại đến được với nhau. Nhiều khi có bao nhiêu chàng trai cô gái, có bao nhiêu cô gái ở giáo xứ của anh Nhân Nguyên, hay là bao nhiêu chàng trai ở Ngô Khê này, mà sao họ cũng lại không tìm được người yêu cho mình, mà để rồi hai người ở hai nơi xa như thế mà lại đến được với nhau. Và trong đức tin thì chúng ta thấy đó chính là cái sự xe duyên của Thiên Chúa, xe duyên của Thiên Chúa. Hôm nay các cái bài đọc là do cô dâu chú rể tự chọn này, lúc chiều gặp đó thế thì xin cha chỉ cho con, không cha không chỉ. Đám cưới là tự cô dâu chú rể chọn, chỉ có thiếu nhi thánh thể thì mới bầu cha chỉ cho nó thôi. Thế thì tự cô dâu chú rể chọn, thì qua đó thấy được cô dâu chú rể cũng đã ý thức rất rõ là cái hôn nhân của mình là do Chúa xe duyên, và nhờ đó thì cái hôn nhân trở thành một bí tích. Đấy là cái điểm độc đáo và khác biệt của hôn nhân Công giáo với những hôn nhân khác. Còn xin lỗi, chứ ở ngoài thì người ta cũng dựng vợ gả chồng như trong đạo mình thôi, ngoài người ta cũng yêu thương như trong đạo thôi. Thậm chí nhiều khi ở ngoài bây giờ người ta còn tổ chức đám cưới còn hoành tráng hơn ở bên đạo mình. Chỉ có những đám cưới đọc trên mạng cũng có thể mấy chục tỷ, tổ chức ở những khách sạn sang trọng. Và kể cả cái điều chúng ta nhấn mạnh đến là chung thủy một vợ một chồng thì thực sự ở nền văn hóa Việt Nam chúng ta, ở những gia đình đạo hạnh thì cũng luôn luôn mong mỏi như vậy, chứ không ai lại bảo là cưới nhau thì ra sự bất tích của hai anh chị, mà là do Chúa xe duyên cho anh chị. Chúa xe duyên. Bài đọc 1 cho chúng ta thấy rất rõ cái câu chuyện Chúa tạo dựng đến Adam, Eva, và Chúa đưa hai người đến với nhau. Và bài đọc 2 thì còn thấy rất rõ nữa về cái tính bí tích của hôn nhân. Đó là cái tình yêu giữa anh Nguyên và chị Lương. Không chỉ là tình yêu của một đôi trai gái, một đôi nam nữ, mà cái tình yêu đấy còn diễn tả tình yêu giữa Chúa Kitô và Hội Thánh. Cái nền tảng đó nó sẽ giúp cho anh chị có một mái ấm gia đình. Chắc chắn hỏi, có lẽ hỏi cũng còn thừa, nhưng tôi cứ hỏi Nguyên với Lương thì có muốn nhà mình hạnh phúc không? Dạ có. Có muốn hai người chung thủy với nhau cho đến chết không? Dạ có. Thế thì để được như vậy, để được như thế thì không phải là luật. Lúc chiều tôi đã nói với Nguyên Lương không phải bên đạo, luật là không được bỏ nhau nên thôi thì không bỏ, thôi thì cứ phải cắn răng chịu đựng. Không, thế thì khổ quá. Thế thì đạo hôn nhân Công giáo khổ quá khi mà cứ phải cắn răng chịu đựng. Mà hôn nhân Công giáo phải làm sao Chúa nói đấy, phải yêu thương nhau đến độ là trời ơi, dễ thương cái này, đáng yêu cái này thì làm sao mà bỏ được. Nó phải thế. Và để làm được như vậy thì cũng chỉ xin mượn lời Chúa thôi. Chắc chắn là về đối nhân xử thế, ăn ở thế nào, làm ăn ra sao, có lẽ bố mẹ, họ hàng, rồi là sách vở sẽ nói nhiều về. Nhưng cái thứ nhất trong các bài đọc hôm nay, để có thể vợ chồng chung thủy với nhau cho đến trọn đời, nếu mà theo đúng
cái bài sách thánh thứ nhất thì một cái bí quyết nguyên biết là gì, là cứ coi vợ là nhất, vợ là nhất thì sẽ thủy chung đến trọn đời được hạnh phúc. Tại sao nói vợ là nhất? À, chúng ta thấy đó, à, Chúa tạo nên Adam và cả cái vũ trụ này có đầy đủ mọi sự. À, thế rồi là đó, à, Chúa chỉ cho Adam đây cây cối, à, thú muông thú, à, chim trời cá biển, thiên nhiên có thích không? Có vẻ ông vẫn cứ buồn không thích. Chỉ khi đến cuối cùng ông ấy ngủ, Chúa tạo dựng nên Eva mang đến, lúc đó ông ấy mới reo lên, đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi, mới hân hoan, mới sung sướng. Như thế cả cái vũ trụ không bằng cô Eva. Eva là nhất, Eva mới là đích thực là nguồn hạnh phúc của anh, và anh chỉ có Eva mới là thỏa mãn được cái khao khát hạnh phúc trong lòng anh. Nên cứ coi vợ là nhất thôi. Xin lỗi chứ hơn cả bố mẹ. Phúc âm đã nói rất rõ, khi mà đã kết hôn là người nam lìa cha mẹ để gắn bó với vợ mình. Còn nếu mà ai đó coi bố mẹ hơn vợ hay là hơn chồng, gia đình đó không hạnh phúc được. Gia đình đó không hạnh phúc được. Vợ là nhất. Nói thế nhiều khi chúng ta cười, nhưng thực sự chúng ta đấy, gia đình mà không hạnh phúc là rất nhiều khi mình không coi vợ là nhất. Có khi là mình coi cái điện thoại là nhất. Không thiếu những cảnh hai vợ chồng nằm quay lưng vào nhau, mỗi người một điện thoại lướt web chat chít nhau. Không thiếu những cái cảnh mà cả nhà ngồi với nhau, nhưng không coi vợ là nhất, không coi chồng là nhất. Mỗi người dán mắt vào một cái điện thoại, chả đứa nào nói với đứa nào cả. Hay là có thể thậm chí cái rất tích cực thì coi công việc là nhất. Suốt ngày tối mặt tối mưa ở công việc, về đến nhà mệt thờ ra rồi, lăn quay ra ngủ ấy, không còn ả ê gì đến vợ chồng. Không coi vợ, không coi chồng là nhất. Thậm chí còn xin lỗi chứ còn tệ hại hơn nữa mà. Thôi thế thì bỡ đến đời rồi, khi mà lại coi ông hàng xóm hơn ông chồng mình. Chỉ có em và mới là nhất, vợ là nhất thì sẽ hạnh phúc, sẽ ấm bền. Cái điều thứ hai, tất nhiên thì ngược lại thì vợ phải coi chồng là nhất. Nhưng cái điều thứ hai nữa trong cái bài đọc là chính Lương cũng đã chọn, đó là cái tình yêu giữa vợ và chồng không hoàn toàn là một cái tình yêu về mặt xã hội, về mặt tâm lý con người, mà nó đã đẩy lên thành một cái tình yêu tâm linh. Đó là tình yêu giữa vợ với chồng, diễn tả tình yêu giữa Chúa Kitô và Hội Thánh. Và đấy chính là cái bí tính, bí tích của hôn nhân. Những cái câu đầu, người vợ hãy phục tùng chồng như Hội Thánh phục tùng Chúa Kitô. Nguyên nghe thấy thế thì sướng đấy, bảo sao phải nghe vậy nhé. Thế nhưng cũng hãy cẩn thận ý, cũng người ta cũng đã chế chồng là đầu, vợ phải phục tùng như là Hội Thánh phục tùng Chúa Kitô. Nhưng bây giờ người ta cũng nói là tại vì cũng trước khi hỏi ấy, lúc buổi chiều hỏi thì cũng biết được sơ qua tính và Lương này, thì biết là chồng là đầu nhưng vợ là cổ. Cứng đầu bằng cứng cổ. Cứng đầu và cổ mềm vẫn còn quay được, chứ cổ nó đã cứng là chết ngắt, không có xoay được. Và tiếp tục những cái dòng kinh thánh thì nói không chỉ là ông chồng ôi phải bỏ sao ra vậy, nhưng ngược lại người chồng cũng lại phải yêu thương vợ như Chúa Kitô yêu thương Hội Thánh và đã hiến mình vì Hội Thánh. Chúa Kitô yêu Hội Thánh đến độ Ngài sẵn sàng để chết vì Hội Thánh, để cứu chuộc Hội Thánh. Ở ngoài đời hôm nay chúng ta cũng nói, nhất là trường hợp của anh Nguyên, chị Lương, khác tỉnh, khác giáo phận,
và được diễn tả bằng cái tình yêu vượt qua khoảng cách. Các cụ cũng đã có câu yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Yêu nhau chẳng ngại đường xa, một ngày không đến thì ba bốn ngày. Nó nói cái sự hy sinh vượt qua mọi xa cách trở ngại của đường xa. Đấy cũng chính là cái tình yêu của Chúa, không chỉ là từ tỉnh nọ sang tỉnh kia, từ giáo phận này sang giáo phận kia, mà là từ trời xuống thế. Ngài đã lặn lội xuống thế ở với con người, yêu thương con người. Và hơn thế nữa, còn chết hy sinh mạng sống vì yêu thương. Đấy cũng là cái hình ảnh để tình yêu của người chồng, của người vợ sẵn sàng hy sinh cho nhau. Và nếu mà vợ chồng cứ hy sinh cho nhau như thế thì chắc chắn gia đình sẽ hạnh phúc. Lúc chiều cũng đã hỏi Lương và Nguyên lúc sáng, hôm nay mình lúc sáng. Nhiều khi thì mình cũng mong muốn, tôi mong vợ tôi sẽ đàn lời như thế nào. Và ngược lại thì cô dâu cũng nói là tôi mong người chồng tôi sẽ ra sao. Những cái mong ước ấy rất là chính đáng. Thì chưa đủ nếu chỉ mong chồng mình như thế nào, mong vợ mình như thế nào. Mà có lẽ còn cái điều mà chúng ta cần ý đến hơn nữa là chính bản thân mình. Tôi sẽ phải trở nên người vợ như thế nào? Tôi sẽ phải trở nên người chồng như thế nào? Chứ không chỉ là mong mỏi phía bên kia, mà chính tôi sẽ phải trở nên người như thế nào? Và cái đó nó sẽ làm cho gia đình được hạnh phúc. Tôi sẽ làm gì để cho vợ tôi vui? Tôi sẽ làm gì để cho chồng tôi vui? Như Chúa Kitô và Hội Thánh. Thế nên kính thưa quý ông bà anh chị em, và đặc biệt là Nguyên và Lương. Nhưng nói đến Nguyên Lương thì cứ nhớ đấy, cứ làm bao nhiêu tiền bao nhiêu lương cứ đưa cho hết. Thứ nhất, hãy coi nhau là trên hết. Coi vợ là nhất, coi chồng là nhất. Tất cả những cái vật chất xung quanh, kể cả những người xung quanh, hạ xuống hàng thứ hai. Và cái thứ hai, hãy nhớ vợ chồng yêu thương nhau như giống chỉ của Chúa Kitô. Hai con cùng nhau đến nhà thờ ý muốn kết hôn của hai con. Được Chúa củng cố bằng một dấu ấn linh thánh trước mặt thừa tác viên của Hội Thánh và cộng đoàn. Đức Kitô dang rộng tay ban phúc lành cho tình yêu phu phụ của các con, vừa dùng bí tích đặc biệt mà làm cho các con nên phong phú và vững mạnh, để các con mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhận những trách nhiệm khác của hôn nhân, như chính Chúa đã dùng bí tích thanh tẩy và thánh hiến các con của mình. Anh Francisco Phan Tiến Nguyên và chị Maria Nguyễn Thị Lương, hai con đến đây để kết hôn với nhau, các con có bị ép buộc không? Các con có hoàn toàn tự ý và tự do không? Khi chọn đời sống hôn nhân, các con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Các con có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và Hội Thánh không? Thưa con có. Vậy bởi vì hai con đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện, hai con hãy quay mặt sang nhau, nắm lấy tay nhau, nói lên sự ưng thuận của hai con trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Anh là Francisco Nguyên nhận em Maria Nương làm vợ của anh và hứa giữ lòng chung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Em là Maria Nương nhận anh Francisco Nguyên làm chồng của em và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh một ngày suốt đời em. Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu chuẩn y sự ưng thuận mà hai con vừa bày tỏ trước mặt Hội Thánh, và xin Chúa tuôn đổ phúc lành của Ngài trên hai con. Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly. Nào ta chúc tụng Chúa. Cảm ơn Chúa. Và giờ đây sẽ đến khi thức trao nhất.
chúng ta. Rồi. Maria luôn xin em nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ và lòng trung thủy của anh. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Anh Francisco Nguyên xin em nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy của em. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Đã trao đổi lời thề hứa cho nhau. Hơn thế nữa, chúng ta còn tận mắt chứng kiến anh chị đã trao nhẫn cho nhau. Chưa thấy cái đôi nào video nó quay tận cảnh như đôi này, rõ cả một xoàn đấy, lòng này phải lớn. Thế thì từ giờ phút này đi theo nghi thức Công giáo, hai anh chị đã chính thức trở thành vợ chồng của nhau. Xin công đoàn chúng ta cùng đồng tràng có tay chúc mừng. Lạy Chúa được sự quan phòng và nhờ ân sủng của những thách thức hết sức kỳ diệu, Chúa định lề lối cho cả hai điều này là cho muôn vật được sản sinh địa điểm tô thế giới và cho con người được tái sinh làm cho hội thánh thêm đông số nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nhờ người cùng các thiên thần một toàn thể các thánh, chúng con hát bài ta chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng: Chúa là Thiên Chúa, ta đã
sự thánh thiện vì những con ngài Thiên Chúa, được ơn thánh thần Chúa thánh hóa của lễ này, để trở nên chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi từ nguyện lòng mình chiều cầu hiền người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nổ vì các con. Cùng thể cái lấy sau văn tuổi người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu do nước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con, và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con làm thiện Chúa chịu chết và thiên sự Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa ghi nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con tôn lên Chúa bày trường sinh và trên phước đồ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương chúng con được xứng đáng hầu cận chúng tôn nhau và phụng sự Chúa. Chúng con đã biết là xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin cho đến nỗi Thánh Chúa loan rộng các hoàn cầu điều kiện và thánh trong Đức Mẹ. Cùng Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giáo Mục Cosma, Đức Phật chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa, xin cũng nhớ đến anh Francisco Phan Tiến Nguyên và chị Maria Nguyễn Thị Lương mà Chúa đã dẫn đưa tới ngày thành hôn. Nhờ ơn Chúa, xin cho anh chị được bền vững trong tình yêu thương nhau và được sống bình an. Xin Chúa nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ưu trần tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con đài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng được đồng hưởng sự sống đời đời của Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse Bạt Trăm Năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhà Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và cho người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa. Lời Cha của hân năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dạy
đặc biệt dành cho đôi tân hôn. Lạy Cha Chí Thành, Cha đã tạo dựng con người giống hình ảnh Cha, cho họ có nam có nữ, để khi người nam và người nữ đã được liên kết mật thiết với nhau cả thể xác lẫn tâm hồn, thì biết chu toàn trách nhiệm của mình nơi trần gian. Lạy Chúa, để mặc khải chương trình yêu thương của Chúa, Chúa đã muốn dùng tình yêu giữa vợ chồng mà diễn tả giao ước Chúa đã đoái thương tí Chúa đoái thương giơ tay. Trên hai tôi tớ Chúa đây là anh Francisco Phan Tiến Nguyên và chị Maria Nguyễn. Lạy Chúa, xin cho anh chị biết trao đổi cho nhau những ân ban của tình yêu Chúa, trong khi anh chị cùng nhau chung sống bí tích vừa cử hành, và khi bày tỏ cho nhau dấu chỉ sự hiện diện của Chúa, anh chị trở nên ý hợp tâm đầu. Lạy Chúa, xin cho anh chị biết làm việc để nuôi sống gia đình anh chị xây dựng, biết giáo dục con cái theo tinh thần phúc âm, hầu chuẩn bị cho chúng được nhận vào gia đình của Chúa trên trời. Xin Chúa đoái thương ban tràn đầy phúc lành trên nữ tỳ Chúa đây là chị Maria Nguyễn Thị Lương, để khi chu toàn nhiệm vụ làm vợ và làm mẹ, nàng biết dùng tình yêu trong sạch mà sưởi ấm gia đình, biết sống duyên dáng lịch thiệp mà làm đẹp gia phong. Lạy Chúa, xin cũng dùng phúc lành bởi trời mà chăm sóc tôi tớ Chúa đây là anh Francisco Phan Tiến Nguyên, để anh biết chu toàn cách xứng đáng nhiệm vụ người chồng trung thủy và người cha cẩn mẫn. Lạy Cha Chí Thành, xin cho hai người đã kết hôn trước mặt Cha, đang ao ước tiến đến bàn tiệc của Cha, ngày kia được hân hoan dự tiệc thiên quốc. Chúng con cầu xin nhà Đức Kitô Chúa chúng con. Trong cái niềm vui mừng cho đôi thân hôn, ông bà anh chị em, đặc biệt hai họ chúng ta quen sang nhau, cài bắt và được tổ chức về nhà, tổ chức nghiệp tốt đẹp được cho nhau. Cô dâu chú rể thì cứ hồ hôn nhau thân thiết. Thank you.
đây là một vị đại diện. Kính thưa trang sứ Đà Minh, kính thưa toàn thể quý cộng đoàn, trong suốt cuộc đời là những chuỗi ngày dài hồng ân, ngày hôm nay hồng ân Chúa đã bước đầu xuống chi tôi tân hôn cách đặc biệt. Trong tâm tình tạ ơn, xin phép cha cho con thay mặt hai gia đình có đôi lời cảm tạ. Trong kính quý cha Đa Minh, kính thưa toàn thể quý cầu đoàn, tất cả là hồng ân Chúa ban. Tuy hai gia đình khác giáo họ, khác giáo xứ, khác địa phận, nhưng có cùng mục đích là sinh thành giáo dưỡng các cháu ngày nay đã đến tuổi trưởng thành. Theo xu thế của thời đại hôm nay, các cháu có quyền được tự do lựa chọn. Trong suốt thời gian 2 năm qua, các cháu đã có cơ hội điều kiện để gặp gỡ, chia sẻ. Đặc biệt là các cháu đã có ơn Chúa soi dẫn tác thành. Các cháu đã nhất trí để xây dựng cuộc sống hôn nhân gia đình, được sự giúp đỡ của hai bên cha mẹ, đặc biệt là sự giúp đỡ của quý cha xứ Đa Minh. Quý thầy, quý gì, các cháu đã nhất trí để xây dựng cuộc sống hôn nhân gia đình. Các cháu đã được học hỏi giáo lý hôn nhân Công giáo. Ngày hôm nay, cha xứ đã lo điều để chủ sự dâng thánh lễ tối hôm nay, thánh lễ cưới trọng thể để ban bí tích hôn nhân cho các cháu, một bí tích cao cả của đạo Công giáo do tay thừa tác viên linh mục của Chúa trao ban. Giờ đây, trước mặt giáo hội cũng như xã hội, các cháu đã thành vợ chồng. Tới đây thánh lễ đã kết thúc tốt đẹp. Con xin được phép thay mặt cho gia đình nhà trai cũng như gia đình nhà gái, chúng con xin hết lòng lo điều của quý thầy, quý dì, quý ban hành giáo, họ nhà xứ. Chúng con xin chân thành cảm ơn. Thánh lễ hôm nay được diễn ra trong bầu khí trang nghiêm sốt sáng cũng là nhờ vào lời ca tiếng hát của ban ca đoàn. Đúng như lời thánh Thong Lô nói, một lời hát hay bằng nhiều lần cầu nguyện. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn ban kèn đồng và hạ sứ đã hoàn tấu những bản ta thật là tuyệt vời, rất đi vào lòng người, làm cho buổi thánh lễ hôm nay được thêm phần sốt sáng. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn các quý vị, quý khách, quý ân nhân của hai gia đình, bạn bè thân thích của cô dâu, chú rể cùng toàn thể mọi người đã đang có mặt hiện diện nơi đây, đã bớt chút thì giờ để về đây cùng việc dâng thánh lễ cầu nguyện cách riêng cho đôi tân hôn. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Trong kính quý cha, kính thưa quý cầu đoàn, thực sự hai cháu của hai gia đình chúng con đã chập chững bước vào cuộc sống hôn nhân gia đình. Tuy tuổi đời còn rất non trẻ, kinh nghiệm chưa có, nên các cháu rất cần có sự nâng đỡ cầu nguyện của quý cha, của toàn thể quý cầu đoàn. Và chúng con tha thiết mời quý cha, quý cầu đoàn hãy thêm lời cầu nguyện cho các cháu, để các cháu sớm được trưởng thành trong đời sống ơn gọi gia đình. Tới đây con cũng không biết nói gì hơn nữa. Một lần nữa, hai gia đình chúng con cùng với đôi tân hôn, chúng con xin đồng vái tạ quý cha xứ đang. Ông ngửa ho như trai, không biết là ăn gì, nói hay thế. Nói hay cháu cũng rất là hay. Xin lời cảm ơn ông, cảm ơn đặc biệt hoa nhà trai cũng đã đến đây, đã lựa chọn là đã tín nhiệm mọi thằng gái để làm lễ cưới đây. Chứ không biết trước khi mà hai chị này để quyết định tìm hiểu nhau, quyết định này yêu nhau, cưới nhau thì cũng phân vân, không biết là nên làm lễ cưới ở họ nhà trai hay là họ nhà gái. Thì cuối cùng cũng đã quyết định để làm lễ cưới ở bên họ nhà gái. Xin cảm ơn nhà trai đã tín nhiệm là họ nhà gái, cũng như rất là ông bà Thu Nhung chắc hôm nay rất là mừng cho con gái Lương. Các cụ nói là thân con gái phải lo mùa đông giá rét ai cho lỗ chồng. Hôm nay thì rét mình đã chính thức có chồng rồi, đã phải lo rồi. Thế thì ông
phát biểu cũng nói là xin các đoàn tiếp tục gửi lời cầu nguyện hai cháu vì đây là khởi đầu của cả một hành trình hôn nhân dài phía trước. Đúng như vậy, nên có lẽ cái người mà cần phải quan tâm ý các cháu cũng chính là hai gia đình, bố mẹ hai bên. Nên các bố mẹ cũng tiếp tục để chăm lo cho hai con cùng nhau. Và con luôn luôn nói trong một đám cưới thì không chỉ là cô dâu chú rể nên bộn với nhau mà thôi, nhưng chính hai gia đình thông gia cũng nên bộn nữa. Như người Việt Nam nói là thông gia hai nhà như một. Khi mà hai nhà như một rồi, có công kia việc nọ, có nhau, có cái chuyện gì của con cái mình đều cùng ngồi lại để mà vun trồng, để mà nuôi dưỡng, để mà chăm sóc cho cái cây hạnh phúc của hai gia đình, thì chắc chắn hai cháu cũng sẽ được hạnh phúc thôi. Thế thì xin được Chúa, xin Đức Mẹ Thánh Hữu Xe ban ơn cho hai gia đình, đặc biệt là hai chị được mái ấm hạnh phúc. Chắc chắn như chúng ta nói như rồi, chúng ta không thể nào tránh được những khó khăn. Chắc chắn cuộc sống gia đình sẽ có những khó khăn, nhưng khi mà ơn Chúa, khi mà cùng nhau thì sẽ vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống. Và cũng xin thông báo công đoàn là ngày mai thì chúng ta sẽ chỉ có lễ, lúc là lễ ăn táng, chỉ có lễ từ giờ dồn vào lễ lúc 8 giờ. Nên xin thông báo với công đoàn vậy. Bây giờ thì chúng ta lên đến phần cuối lễ. Chúa cùng anh chị em và cùng cha. Xin Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Con quyết noi gương mẹ, xin mẹ dạy con hai tiếng xin.
nhiều hoa sinh mừng em
sinh nhạc vui quá vui, tiệc tươi mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, tiệc nhận sinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm, thắm duyên nồng mãi bên nhau, cháu con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cau với trầu. Đập sinh nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn sinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm, thắm duyên nồng mãi bên nhau, trao con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cao với trầu. Trắng xanh vàng tím đẹp làm sao bướm bay chập chờn, đàn chim non véo von ngọn tre, khăn màu son áo màu vàng, ơi bà con đến xem mùa cưới, chân hai cong tay dù hồng, lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui. Ngộ thay có con lợn quay, xôi đầy mâm, cau đầy buồng, đây nguồn vui hiếm hoi ngày cưới, trông thật hay, trông buồn cười, ra mà xem mới thấy được cả niềm vui. Anh ơi, người tình tôi ơi, anh ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi, chuyện chúng mình đã tính
cô dâu con y chang mỹ miều, cô dâu non non dung nhan mặn mà. Chà, nhà ai có ông rể quý? Chà, nhà ai có cô dâu hiền? Ồ, ngộ thay có con lợn quay, xôi đầy mâm, cau đầy buồng. Đây nguồn vui hiếm hoi ngày cưới, trông thật hay, trông buồn cười. Ra mà xem mới thấy được cả niềm vui. Sao chưa? Anh ơi, người tình tôi ơi, anh ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi, người tình tôi ơi, em ơi, chuyện chúng mình cũng tính đi thôi. Chuyện chúng mình cũng tính đi thôi. Kính thưa các cụ, nhà trai nhà gái, tôi đại diện cho nhà trai xin có cây chầu chín dâu để đón về cho gia đình ông Khoa và bà Ngọc. Tôi xin cảm ơn các cụ và xin các cụ nhận cây chầu giúp tôi. Vâng, vừa rồi là lời phát biểu của vị đại diện họ nhà trai. Vâng, cái buổi hôm nay thì có lẽ thủ tục chúng ta trong không khí vui mừng thì cũng sẽ đầy đủ các thủ tục. Thế giờ phút này thì cũng để cho tiện thì xin phép quý cụ bà họ nhà trai để cho chúng tôi được đại diện cho quý họ nhà gái cũng xin thưa với các cụ để cho tiện buổi lễ hôm nay
Để lời đầu tiên xin được kính chúc sức khỏe quý cụ ông bà cùng toàn thể quý mọi người. Và để cho nó tiện xưng hô thì lời đầu tiên xin được trân trọng quý phái đoàn của họ nhà gái chúng tôi hôm nay bố trí để tiếp đón quý họ nhà trai. Trong đó xin được giới thiệu ông Nguyễn Duy Tuấn là trưởng tộc của họ Lội, hôm nay có mặt hôm nay xin được trân trọng kính mời. Vâng, cho chàng hoan thay đoàn lớn đi ạ. Và tiếp theo xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của bà Lội, bà ngoại của cô dâu hôm nay. Xin được trân trọng kính mời bà Lội, bà ngoại. Tôi cũng xin được hân hạnh giới thiệu vị đại diện của họ nhà gái cũng có đôi lời đáp từ, xin trân trọng kính mời. Vâng, được sự giới thiệu của ban tổ chức, tôi xin được đại diện bên họ nhà gái có tâm tình phát biểu trong ngày hôm nay. Vâng, lời đầu tiên thì cho tôi được gửi lời chào tốt đẹp nhất và những lời chúc dạt dào tình cảm tốt đẹp nhất tới quý hai họ và toàn thể mọi người. Xin mọi người nổ một tràng pháo tay để chúc mừng trong ngày hôm nay, cái ngày ta gặp gỡ cũng trọng đại này. Vâng, kính thưa quý hai họ cùng thể mọi người, ngày hôm nay ngày lành tháng tốt, thiên thời địa lợi nhân hòa, được Thiên Chúa chúc phúc, được hai họ cùng đồng tổ chức, được bố mẹ lo lắng và được ban tổ chức rất là nhiệt tình. Hôm nay tổ chức lễ long trọng cho hai con của và hai cháu là Nguyên Nương và Phan Nguyên. Thì tôi cũng rất là vui mừng và phấn khởi được đại diện và được nhận lễ của các cụ ở bên họ nhà trai chuyển sang là đưa cháu Nguyên sang bên này là con, là cháu của dòng họ chúng tôi, đồng thời đón cháu Lương cũng là con, là con cháu dâu về dòng họ các cụ, từ đó có cái mối liên kết qua Thiên Chúa, qua gia đình và qua những người thân. Và đặc biệt ông bố mẹ cháu lại có thêm một cái thông gia mới, các cụ nói là thông gia hai nhà như một. Có những thông tin thì mặc dù các cụ cái địa lý có xa nên cũng rất gần, và ở đây cũng là rất gần gũi. Thế thì cái buổi hôm nay thì tôi cũng mong muốn là mọi sự đều tốt đẹp, và tôi cũng nhân dịp cái buổi này thì cũng được xin chúc sức khỏe tất cả các ông bà, cô dì, chú bác, nội ngoại, và cái chúc ngày hôm nay được thành công tốt đẹp. Và cũng nhân cái thềm năm mới, Tết Dương Lịch thì cũng qua thời gian rồi, nhưng mà Tết cổ truyền cũng sắp sửa đến, thì tôi cũng xin được kính chúc tất cả các cụ một sức khỏe mới, một tinh thần mới, và trong đời sống rất nhiều niềm vui, luôn luôn được Chúa quan phòng, được mẹ che chở. Một lần nữa tôi cũng xin được chân thành cảm ơn. Ngày hôm nay anh đã ở đây bước bên cạnh em, cầm tay em giữa lời hát vang mừng ta hạnh phúc. Lòng vui lắm em biết không em, hôm nay anh đã là chú rể, được yêu em và được em yêu, còn gì vui bằng. Nhiều năm qua anh đã ước ao có ai kề bên, cùng chia nhau ngọt bùi đắng cay buồn vui cuộc sống. Và em đến như nắng lung linh, em đã cho tim anh rung động, em xua tan những ngày buồn chán cô đơn của anh. Ngày hôm nay anh là chú rể sẽ đeo cho em chiếc nhẫn chân thành, ước mong rằng hai chúng ta không thể xa cách. Hãy cho anh những ngày hạnh phúc và những đứa nhóc bé à nó.
Thần Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện thánh Cha cả sáng nước Cha chỉ đến đi Cha thể hiện cười đất chúng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng đã kể bỏ nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam khổ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Tin mừng Maria đầy ơn phú đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ và Giêsu con mong bà cùng phúc là thánh Maria đức mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ ân tử amen. Sáng danh đức Chúa Cha và đức Chúa Con và đức Chúa Thánh Thần như đã có trước vô cùng và bây giờ và đang có và đời đời trong cùng amen. Chúng con chúng tôi cùng toàn thể người đọc đoạn cuối của kinh Phước Sâu để cầu nguyện cho linh hồn ông bà tổ tiên. Kêu bà tổ tiên đọc nói xin ban cho linh hồn tiên nhân được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng đầy chùa. Xin cứu lấy linh hồn tiên nhân cho khỏi tù ngục mà được nghỉ yên. Amen. Xin cảm ơn Đức Mẹ, tạ ơn hồng ân của Thiên Chúa đã ban cho tình yêu, niềm vui, hạnh phúc của hai bên gia đình chúng con. Và con cũng xin cảm ơn các cụ, cô, dì, chú, bác, hai họ. Và con cũng xin phép cho con được có đôi lời tâm tình với hai con của con. Hai con yêu quý, hôm nay là ngày niềm vui hạnh phúc trăm năm của hai con. Mẹ không biết nói gì, mẹ chỉ xin chúc hai con trăm năm hạnh phúc. Và mẹ có một chút vốn để trao cho con. Món quà này là mẹ sẽ cho con rể của mẹ. Vâng. Xin mọi người chúng ta cho một tràng hoan hô lớn để chúc mừng ạ. Vâng, thật tuyệt vời. Vâng, xin được cảm ơn những lời can dặn của bố mẹ cô dâu cũng đến vừa nhận rể và đồng thời có lời chúc mừng cũng như là có món quà hết sức ý nghĩa to lớn trong buổi trọng đại hôm nay. Tôi xin được cảm ơn bố mẹ. Một lần nữa con xin cảm ơn các cụ, hai họ, cô dì, chú bác. Và cái người vui mừng cũng hao tổn sức lực nhất cũng chính là bố mẹ. Bởi vì lên non mới biết lon cao, nuôi con mới biết công lao mẫu tử. Thực sự các con hãy ghi nhận tất cả tình cảm bố mẹ trong giờ phút hôm nay. Và đến giờ phút này các cụ đang được chiêm ngưỡng một đôi liên đương hết sức tuyệt vời. Và cũng là vui mừng trong dòng họ chúng ta. Chúng ta tiếp tục lộ một tràng hoan tay thật lớn để chúc mừng ạ. Vâng, kính thưa quý cụ bà, hôm nay là trong niềm vui hôm nay cô dì chú bác. Nhưng mà những món quà đó là phải gửi qua đường bưu điện và đường tàu, đường máy bay. Vâng, có lẽ về sau một tí thì cô dâu chú rể xin nhận. Thì đây là tất cả những món quà tượng trưng thôi. Đó là coi là đây là xe máy này, rồi nhà tân tặng cho cháu. Hôm nay các cháu sẽ ghi nhận tấm lòng tất cả của cô dì chú bác. Mong các cháu chấp nhận. Cho một tràng pháo tay thật lớn nhé. Vâng, kính thưa các cụ, trong buổi hôm nay thì có lẽ là cô dì chú bác chúng tôi giới thiệu đấy nhận được rất nhiều những lời chúc mừng trong thời gian có hạn mà các cụ còn đường xa xa xôi. Bởi vậy cũng xin được phép những món quà gửi tới cô dâu chú rể thì tiếp tục là tổng đài sẽ tiếp tục mở để nhận. Thế xong là con là xin cô dâu chú rể cũng thông cảm để nhận sau. Vì đường xa xa xôi, chúng tôi xin là tạm dừng ở đây, cái chương trình trao quà tạm dừng ở đây. Và cũng có lẽ cũng trong buổi hôm nay cũng thay lời cho tất cả quý vị thủy lửng lơ giữa dòng. Mong sao nghĩa thủy tình chung cho thuyền cập bến gương trong ngàn đời. Cũng là thay một lời chúc cho các cháu được trăm năm hạnh phúc hôm nay. Và xin trân trọng cảm ơn và tiếp tục xin mời quý cụ bà chúng ta. Vâng, kính thưa cụ, đây là bà ngoại. Họ nhà trai, họ nhà gái.
Kính thưa tất cả các vị khách quý và toàn thể ngoại dương hội ôn, hôm nay là ngày lành tháng tốt, là ngày vui trăm năm của hai cháu tôi. Thì tôi cũng xin có đôi lời muốn nói chuyện hai cháu. Hai cháu yêu quý, hôm nay là ngày lành tháng tốt, là ngày vui trăm năm nhất trên đời hai cháu. Bà thì Chúa đã ban cho bà được vẫn khỏe mạnh như vấn, và cảm ơn xin Chúa đã cho bà được có ngày hôm nay để được hưởng dự trong phần vui trăm năm hai cháu. Thì bà cũng chẳng biết nói gì, bà chỉ ước làm sao các cháu được lúc nào cũng được đẹp và được hạnh phúc, vui vẻ ngày hôm nay. Và sau đây bà có một món quà nhỏ bé, đơn sơ nhưng rất tuyệt vời. Đấy, để tặng hai cháu. Rất tuyệt vời cái điểm gì? Rất tuyệt vời cái điểm là nó không phai mờ mà nó không quay lố, lúc nào nó cũng trong sáng vẳng 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 trăng. Đấy, thế cho nên bà có bà cũng muốn làm sao các cháu lúc nào cũng sống và đẹp như cái quà món quà của bà, là bà nhắm mắt xuôi tay bà cũng sướng đấy. Thì thôi, bà bên đây thì tôi cũng xin chúc và cảm ơn tất cả hai họ nhà trai nhà gái, tất cả các cụ toàn thể khách quý trong thành, mọi người trong hội hôn hôm nay đã bút chút thời gian vàng ngọc để đưa cháu Nguyên về đây để làm con cái của gia đình con Thu Nhung và tôi, và làm thành viên của cho họ nhà gái. Thì thôi, tôi xin cảm ơn, chả biết lấy gì mà đáp lại các vị được. Thì tôi cũng xin là bây giờ các cụ lại đưa cháu Lương của tôi về để làm dâu con của họ nhà trai. Thì thôi, tôi xin chúc các cụ là sống vui sống khỏe, chúc các vị khách quý và mọi người thành hôn được mạnh khỏe sang năm mới vạn sự như ý. Thì đã. Vâng, xin cảm ơn lời phát biểu của bà ngoại. Đám cưới em là cô dâu. Đám cưới chú sẽ là ai? Và sau một ngày mình sẽ là một gia đình, là cha mẹ tuyệt vời của những bé tươi xinh. Hạnh phúc ta cùng nâng ly. Cầu chúc trên con đường đi. Ngập tràn tình yêu mình chia sát bao vui buồn. Ta bên nhau tới đầu bạc răng long. Anh xin đưa em về, về quê hương yêu dấu. Anh xin đưa em về, về quê hương tuyệt trần. Đèn trăng treo tuốt trên cao, ánh sao chưng muôn ngọn nến lập lòe đom đóm hoa đăng, rước dâu em đi vào làng. Em theo anh đi về, về quê hương ta sống. Em theo anh đi về, tình quê hương mặn nồng, đồng xanh như gái chưa con lúa. Bầy chim nghệ sĩ khoe khoang thấy em đua nhau hòa đàng. Em thấy không em, em thấy không em, em thấy không em, quê hương ta ôi quê hương tuyệt vời, quê hương tuyệt vời. Gió mát trăng thanh, ôi gió mát trăng thanh, rồi tình ta như sóng xuôi con thuyền tình. Nước mắt hoa thơm đưa tình ta đi tới giấc mơ tuyệt vời. Em theo anh đi về, về quê hương ta đó. Em theo anh đi về, về quê hương đậm đà. Đường tre che mát đôi ta, có con chim sâu chỉ lối. Vườn cau thơm ngát hương hoa, hỡi em theo anh vào nhà. Anh xin đưa em về, về quê hương yêu dấu.
anh xin đưa em về, về quê hương tuyệt trần. Đèn trăng treo tuốt trên cao, ánh sao chừng muôn ngọn nến lập lòe đom đóm hoa đăng rước dâu em đi vào làng. Em theo anh đi về, về quê hương ta sống. Em theo anh đi về, tình quê hương mặn nồng, đồng xanh như gái chưa con, lúa nhung xuân sao chào đón, bầy chim nghe sĩ khoe khoang, thấy em đua nhau hòa đàm. Em thấy không em? Anh thấy không anh? Em thấy không em? Anh thấy không anh? Em thấy không em? Quê hương ta ôi, quê hương tuyệt vời. Quê hương tuyệt vời, gió mát trăng thanh, ôi gió mát trăng thanh, dù tình ta như sóng dù con thuyền tình. Anh thấy không anh? Em thấy không em? Anh thấy không anh? Em thấy không em? Anh thấy không anh? Quê hương ta ôi, quê hương tuyệt vời, quê hương tuyệt vời. Nước mát hoa thơm, ôi nước mát hoa thơm, đưa tình ta đi tới giấc mơ tuyệt vời. Em theo anh đi về, về quê hương ta đó. Em theo anh đi về, về quê hương đậm đà. Đường tre che mát đôi ta, có con chim sâu chỉ lối. Vườn cau thơm ngát hương hoa, hỡi em theo anh vào nhà. Đường tre che mát đôi ta, có con chim sâu chỉ lối. Vườn cau thơm ngát hương hoa, hỡi em theo anh vào nhà. Thời đại mới hôm nay có các cháu được quyền, có quyền được tự do lựa chọn.
Thế thì qua thời gian các cháu 2 năm trở, các cháu đã được gặp gỡ, trao đổi, tìm hiểu nhau. Và điều quan trọng là sáng đã được ơn Chúa tác thành với các cháu đã nhất trí trước và bảo hộ gia đình, hai bên cha mẹ. Rồi đặc biệt là cha đứa thầy, các cháu đã được học hỏi giáo lý hôn nhân công giáo của cha xứ Hùng Lý nhà đã làm thành công cho các cháu, hoàn thành thành công cho các cháu. Chính quyền địa phương đã được hai bên, chính quyền xã với nhà rồi, chính quyền địa phương của các tổ chức chúng tôi xin được, trước hết xin được mời một đại diện của nhà gái sẽ có lời để phát biểu để trao những phần cháu được khắc phục cho bạn trai chúng tôi xin được vừa qua thì cũng toàn thể quý hôn đã được thừa cho quý vị hãy đứng lên cùng với hai cháu hướng về bàn thờ để làm nghi thức báo hiếu. Thưa toàn thể quý hội hôn, người công giáo tin rằng
Thiên Chúa điều khiển mọi sự, đặc biệt là con người. Chuyện nhân duyên của hai cháu hôm nay cũng do Thiên Chúa an bài. Thiên Chúa đã ban sự sống cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ chúng con để các ngài truyền lại cho con cháu. Thiên Chúa đã ban cho các ngài những ân huệ dư đầy để chúng con được thừa hưởng những hạnh phúc ấm êm, để nhận biết, tôn thờ, phụng sự Thiên Chúa. Hôm nay ngày hạnh phúc trăm năm của hai cháu và gia đình phải dâng lời cảm tạ Thiên Chúa trong niềm vui đặc biệt hôm nay. Giờ đây xin mời các quý vị hãy cùng hiệp ý với hai cháu và gia đình dâng lên Chúa những lời kinh nguyện sau đây. Lạy Cha, chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha thế có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Hồng Maria đầy ơn vốn đơn, Chúa Trời ở cùng bà, và có cùng là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng cùng là Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm thử. Amen. Danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và mãi mãi đời đời chẳng cùng. Hai cháu rất thân mến, các cháu đã thực sự bước vào cuộc sống mới, cuộc sống gia đình với nhiều niềm vui an ủi, nhưng cũng rất nhiều thử thách phía trước. Các cháu hãy ghi nhớ và thực hành những lời khuyên bảo tốt đẹp của mọi người, của cha mẹ đôi bên, để làm cho gia đình được hạnh phúc. Hãy yêu thương nhau để tình yêu ngày thêm thắm thiết. Hãy hiếu thảo để đền đáp công ơn cha mẹ, biết sống hài hòa với anh chị em trong gia đình, với mọi người xung quanh. Sự có mặt đầy đủ đông đảo của hai bên gia đình và quý khách đã nói lên lòng thương mến các cháu. Các cháu phải ăn ở làm sao để không phụ lòng tốt của mọi người đã dành cho các cháu hôm nay. Và cuối cùng, ông có lời kính chúc cho hai cháu, nguyện chúc cho hai cháu, và cũng là hy vọng các cháu sẽ luôn là những dâu hiền rể thảo của hai bên gia đình. Kính thưa các cụ, nghi thức báo hiếu đã xong, bây giờ mời hai cháu. Thật đúng là trăm năm trăm mối người ta, mà cha tài gái sắc vẫn là cưới nhau. Chuyện tình duyên có chầu cao, mẹ cha dặn hỏi cưới nhau tròn ngày. Và kính thưa thầy lưu vị, hôm nay là ngày 24 tháng 1 năm 2021, tức ngày 12 tháng 12 năm Canh Tý. Được sự nhất trí của chính quyền hai địa phương, cũng như được sự đồng ý của hai gia đình, toàn thể quý vị chúng ta đã bất chấp thời gian của mình trở về đây để chứng kiến câu chuyện tình trăm năm của chú rể Phan Nguyên sánh duyên cùng cô dâu Nguyễn Lương. Và lời đầu tiên thì cho phép Ngọc Thường thay mặt cho những người làm chương trình, và cũng xin được nhớ lời cho tổ chức sự kiện anh Minh Dũng, xin được gửi lời chào, lời kính chúc đến toàn thể các cụ ông, các cụ bà, cũng như quý khách xa gần, các bạn trẻ thanh niên nam nữ, một lời kính chúc sức khỏe và một lời chào nồng nhiệt nhất. Và kính thưa toàn quý vị, thật đúng là
với một nghi thức rất đẹp của quê hương, đó là thắp nén nhang thơm lên bàn thờ của gia tiên. Và sau đây xin mời cô dâu và chú rể hãy cùng làm những nghi thức tiếp theo trong buổi tổ chức lễ thành hôn ngày hôm nay. Xin mời cô dâu và chú rể hãy cùng chung tay để cắt lên những tấm bánh gato. Rằng anh yêu em nhiều không, anh không biết phải nói thế nào để đúng với cảm xúc trong lòng. Khi anh nhìn em là anh thấy cuộc đời anh, là quá khứ và cả tương lai, là hiện tại không bao giờ phai. Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng, nhưng không có nghĩa không rộng lớn. Chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời, mong em hãy cảm nhận thôi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em, anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Đầu tiên ta gặp nhau, chẳng biết trước lần đó sẽ là lần cuối anh yêu một ai trên đời. Anh không còn mơ gặp và yêu ai được nữa. Giờ anh đã có em đây rồi, cùng em đi hết quãng đường đời. Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng, không có nghĩa không rộng lớn. Chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời, mong em hãy cảm nhận thôi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em, anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả em. Rộng hơn cả đất, xinh hơn cả trời. Anh yêu em, anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu.
đến và sáng tác của nhạc sĩ Quốc Dũng bài hát Tại quan khách hai họ và những người có mặt tại huân trường ngày hôm nay là một ca khúc để chung vui và chúc mọi người nghe nhạc vui vẻ. Ta vui cho hết đêm nay. Tình kết trái, nhịp rộn ràng tim say đắm với.